Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn hai ván đấu rất hấp dẫn ở vòng tứ kết giải cờ tướng Đà Nẵng mở rộng 2022. Trận đấu diễn ra ngày hôm qua 13 tháng 6. Mời các bạn thưởng thức hai ván cờ rất hay. Biên bản ván 1 Trời Na Sáng, Đặng Hữu Trang. Chỉ chỉ chỉ是 是 是 将军 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 再将
Tướng quân. Hoa 将军 再将, 吃 将军 吃 将军 将军 再将 或是 吃 将军出炮 吃 吃 将军
再讲。吃鸡，吃鸡，chờ đến đây với lực lượng hai chốt không thể nào chống đỡ được, cho nên Đặng Hữu Trang đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián 2, Nguyễn Hoàng Lâm, Dương Đình Chung. Xin nhân chỉ độ.吃吃
主双，吃。将军，将军，吃。持军，吃。吃。将军。将军，破事。是，是，将军。
Chơi đến đây, Nguyễn Hoàng Lâm đã buông cờ nhận thua vì không thể nào đỡ được nước thối xe về bắt chết pháo. Các bạn vừa thưởng thức hai ván cờ rất hay. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.